bắt đầu lên xe hành trình từ Pa Tần, Lai Châu đi Yên Bái trước nhé cả nhà nhé. Lên xe đi. Đi. Lên xe đi. Bye bye nhá. Thế rồi, ông bà lên xe rồi. Chiêm đâu? Bắt đầu khởi hành từ Ba Tần đi lên Lai Châu chắc tầm 50 km. Đây, hai thằng nhỏ, ba thằng này đây. Ngồi trong xe bỏ mũ đã được mà. Nó mát. Sau 30 phút đi ra đến Phong Thổ đây này. Ở đây ngã ba Mường So ấy nhỉ. Ngã ba đường vào Mường So này. Đường còn dài, chặng đường còn dài lắm, hơn 2.000 cây số cơ mà. Đầu tiếng đi đến thành phố là cả nhà nhá, sắp đến bến xe này. Sai không? Bù tí nào. Cầu vòng luôn cả nhà nhá. Quay đi rồi, em chống dung. Sắp đến bến xe rồi. Hành trình 2.000 km vượt Nam, bắt đầu đến thành phố Lai Châu. Từ nhà lên đây là 50 cây. Cầu vồng đẹp chưa kìa cả nhà ơi. Quá đẹp. Hôm nay mình cay cảnh cầu vồng hơi bị đẹp. Bắt đầu đến bến xe rồi sao anh? Sắp đến đây rồi. Từ nhà mình đến đây là 50 cây. Bây giờ mà vào. Quay vào đến Đà Nẵng thôi. Quay tận nhà bác chứ. Tập 1 Lai Châu Yên Bái. Giờ vào bến xe này mình lại đổi xe nữa mà lại chuyển sang xe tiếp. Bắt đầu vào lại ra xe đi. Vào đến bến bây giờ lại chuyển sang xe đi Yên Bái cả nhà nhá. À, con xe Trang, con xe xanh này này. Xe xanh này là 5 giờ rồi. Đây là đi theo đoạn đường mũ đây này, thằng em này. Thế bạn. Sau một chuyến xe 5 km giờ mình lại chuyển sang xe to cả nhà nhá đây. Có cầm bim bim đi ăn không? Thôi, cầm bánh mì thôi. Đây rồi đây. Có bánh mì rồi. Mang cả cái điếu đây. Điếu cày đây. Ừ. Mấy giờ chạy em nhỉ? 5 giờ. Thế có lên đây tranh thủ làm điếu Trung Quốc cái cháu ạ. Quả điếu Trung Quốc đấy, mang về làm quà cho bố bò phải đấm đấy. Cả nhà đi đến được 50 cây rồi nhưng mà chưa ai say nhá. Hành trình tất cả đây xuyên Việt rồi. Chạy được cả nhà nhá. Hôm nay xe rộng, mỗi người làm một ghế này. Cô Ti một ghế. Cô này một ghế. Ông bà làm ở dưới. Cô lớn, cô cả này làm đây. Xe rộng thoải mái luôn. Ngủ không? Không ngủ không? Không. Giờ bên Tú Nệ thôi cả nhà ơi. 50 cây nữa. Bây giờ là 11 giờ kém. Cậu cả đang ngủ say rồi. Ăn tạm bún phở đấy cả nhà. Ăn gì? Phở gà. Duy ăn gì? Cuối cháu có phở. Ừ, ăn tạm đêm. Ừ. Về đến của Nhi rồi. Về đến nhà rồi. Nào các bác cho mình vui rồi mày cho vui. Ăn tạm. Ông ngồi bên kia. Đấy. Ngon không? Vinh. Ngon rồi. Để anh sắp hết chưa? Em ăn nữa không? Người ta nhà làm ăn nữa mình làm cho nó. Ôi về đến nhà rồi, nóng quá. Nóng không?
Đây, về mổ hẳn con lợn 70 cân thế này. Ui dồi, to thế. Mình thích nhất là làm món nỏng. Nòng lợn. Kiều nghe chuyện cũng giỏi phết nhỉ. Tan thoát tại hôm nay vắng chồng. Năm mổ. Em đừng có cắt dạ dày này được. Người ấy thôi, người trai bây giờ dạ dày to này kệ nữa. Nọc thịt đây, sườn ra sườn. Nọ này dưới quê bây giờ bao tiền cân thôi? Hả? 62 à? Cao phết đấy chứ nhỉ? Mới lên rồi. 62 là cao đấy, 62 cân hơn. Hôm đấy rồi, hôm nay thì 62 rồi. Hôm nay thì 62 đi. Lượng chợ 134 rồi đây. Này có cái quý. Món nòng đây. Con lợn ngon nhất là củ lòng. Không có lòng nó mất ngon. Con này không có phèo mấy nhỉ? Ăn no ăn. Con này mà to thế. Con lợn to mà mặt bé nhỉ? Lợn no tiêu hết rồi. Tiêu hết rồi. Đây, muốn rửa đấy. Món lòng rồi, tiết canh. Nhưng mà con lợn này nạc nhỉ? Chả thấy tí mỡ nè. Toàn nạc à nạc. Dao cùn quá. Được con dao. Con dao kia sắc kìa. Thợ sơn, thợ vẽ này còn thợ cả ba toa này nữa. Con gái sau này có giá lắm. Giá không có vẻ báo lợi đủ bà. Mỗi năm 1 triệu. Phụ nữ họ tham lắm. Đây nào mình chở đi 15 năm về báo 1 triệu. Cái này bây giờ phải 10 mét nào. Nướng tảng này ngon nhỉ? Nướng khô. Hôm nay có món ếch đồng nữa này. Chắc là có con này to nhỉ? Giật con này mới sướng mới hiểu nhỉ? Phê lắm. Này mới đặc sản này. Ếch đồng nấu với lại củ chuối. Quá đẳng cấp nhỉ? Hả? Sao? Em đang phi hành. Ngon lắm. Ếch đồng như thế. Nó làm món gì đây? Sao? Thịt tái à? Đấy, nướng chín rồi. Chín rồi, vừa ngon đấy. Chín rồi, nó mềm, chứ khô quá, ngon rồi. Sợ nó có mỡ nhỉ? Một món, hai món, ba món, bốn món.
sợ nó nóng quá, nó ăn nó nóng kìa. Nó nóng, một cái vớt phát là thái luôn. Anh đạo diễn món ếch nấu củ chuối. Hai đầu bếp. Hai thợ sơn. Hai thợ sơn và hai đầu bếp. Đây món nòng này. Đây nhân tiết canh này. Băm thêm á. Đánh nhiều thế. Sửa nhớ rồi. Cứ hả cái nòng chê đi. Miếng thịt nướng xem nó. Đây thử miếng thịt nướng không? Ngon. Rồi món nòng hổi nóng. Chín chưa? Lấy miếng nào nóng lên này mới ngon này. Mùi quá ăn thằng Hải này. Ừ, thịt nướng. Thiếu món tiết canh này được. Nước lạ phải có tiết canh đỏ đỏ. Tiết canh. Là một chậu. Tiết nước rồi. Hôm nay về quê may thế, mưa mát rồi. Tranh thủ chờ đợi cơm bà làm con chim to tướng. Bây giờ đấy mày nhặt bay tao mày. Xấu hổ nó không quan tâm nó toàn con chim to này này. Để quê sướng. Trong khi chờ đan chờ đợi. Mày cái nắm chuyện. Thế này nó đưa mình lên Facebook đấy. Người nào cũng thấy cường nó lên lên. Giờ này hết đi. Nhà ăn cơm với gia đình mình nhá. Này về rồi. Đây các bà, đây mâm trẻ con này. Đây rồi. Đây. Ngay này đánh nhau rồi đấy. Đây anh đây. Đây các ông ngồi bên này. Để chung này cũng dễ không có gì. Mở con nợ. Mời anh chú ơi. Cho tôi lúc ăn
Ai. Mình với anh muốn mâm à? Mở ra không có này đâu. Cảm ơn các ông nhá. Cả nhà cơm á. Đây có món này ngon nhất này. Đã bao nhiêu mà ăn cơm? Ếch nấu củ chuối. Này ếch ơi, ếch nấu củ chuối này. Chữa các loại bệnh. Đồ ngon. Nếu mà phơi được ra mà nước uống thì càng tốt. Mỡ thì nướng rồi mỡ. Năng thì tiết quá thôi, cho ăn nghe vào lại tiết mấy đầu. Mua rồi, mua về cả nhà này. Ra thôi. Chết của đứa cháu. Bảo đưa cả cháu ra nha, để nguyên mâm băng chờ đấy nha. Nhục đi đá bà. Chấm lật vật thì tắm nữa. Đến tay quá xong chiều như nào. Anh bà đi. Đô cái này. Đấy thì nhà tối cho tôi nhiều người. Tôi lên cái nào. Nam rồi, nghe thấy. Kia đi được. Kia